Dạ vâng, em Xuân Khoa xin chào chú bác cùng với tất cả anh em. Hôm nay em lên một cái video giới thiệu cho mình gồm có là 40 mã hàng ha. Thì trong quá trình em quay em sẽ giới thiệu cho mình chi tiết của từng món. Anh em mình theo dõi thấy có món nào mà vừa ý đúng với nhu cầu của mình đang cần sử dụng hoặc là sưu tầm thì liên hệ giúp em trực tiếp qua số điện thoại 0708880661. Kênh của em là Đồ Nghề Bãi Tổng Hợp. Rồi về hình thức giao dịch mua bán bên em thì bên em áp dụng là hai hình thức ha. Ship code rồi chuyển khoản, đơn hàng mà ship code thì phí ship là 30.000. Những cái món hàng nhỏ ha, còn những món hàng to và nặng nó sẽ có cước phí cao hơn, em cũng sẽ báo rõ luôn cho anh em nắm được, thì tùy theo cái tỉnh thành của anh em thôi và cân nặng của món hàng đó. Còn về anh em chuyển khoản thanh toán trước thì cái đó mình sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình mình trao đổi thông tin nha anh em. Dạ vâng, thì sau anh em bắt đầu luôn phần chi tiết ha, giới thiệu cho anh em mình từng món hàng, từng mã hàng. Anh em mình theo dõi thấy có món nào mà vừa ý thì ủng hộ hàng của bên em luôn nha. Mã số 1 em xin giới thiệu là mình là một cái dụng cụ lấy dấu tự động, mã số 1 giá 170.000. Rồi, đây hàng đến từ Nhật ha, Japan, có cái cán cầm trên nữa này. Rồi, đầu mũi cũng nguyên hết nè. À, con này thì hoạt động là bình thường ha, chiều dài của nó. À, chiều dài là 12,5 cm ha, 12,5 cm. Về sử dụng và hoạt động của nó đây, em thử cho mình luôn ha. À, đây nè, đó, hai dấu em mới vừa tạo ra ha. Đó. Rồi. Mã số 1 giá 170.000. Tiếp theo em qua mã số 2. Mã số 2 em giới thiệu mình là một cái tay quay tay vặn cái đầu mũi taro á, mã số 2 giá 250.000. Rồi, cái loại này thì hàng của Mỹ ha, made in USA, đây có số hiệu là NO5 nè. Rồi, đây là họ đúc nguyên khối ha, đúc nguyên khối nè, phần tay bên đây. Còn tay bên đây thì họ làm rời đó để xoay nè. À, để xoay đây. Đó, xoay để kẹp lại nè. Đó. Rồi, cái đầu bên này thì em đo cái lỗ to nhất ha. Đo lỗ to nhất này, đó. Đây là 11 ha, lên đến 11 nè, đó. Khả năng lên đến 11 ly ha. Rồi, tổng thể luôn nguyên vẹn luôn, rất là chắc ha, rất là chắc cứng luôn. Và chiều dài của nó tổng đây, em đo đây được là 28 cm, 28 cm, một cái tay quay taro. Mã số 2 giá 250.000. Tiếp theo, mã số 3. Mã số 3 thì đây là một cái tay quay tự động, mã số 3 giá 200.000. Cái này thì đây, tay quay tự động ha. Của hãng SK. À, hãng SK, hãng này đến từ Nhật ha. Đó, thì cái này thì mình dùng cho từ mũi từ M3 cho đến là M8. Rồi, đầu kẹp dưới đây. Cái này là dạng tự động ha, hoạt động là bình thường nè. Đó, đảo chiều ha, chiều xíu vào dưới đây. Rồi, đầu kẹp á, để giữa đây thì nó sẽ lóc lại. Còn đầu kẹp đây mình mở ra cho anh em xem bên trong này ha, còn rất là sáng luôn. Cái này là gần như chưa qua sử dụng ha, nguyên vẹn hết ha. Rồi, từ M3 đến M8, cái này thì cái tay có thể đẩy qua đẩy lại được luôn. Rồi, mã số 3 giá 200.000. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 đây là một cái đầu kẹp, cái mũi kẹp để đục ha nè, để đục để sủi á. Mã số 4 giá 150.000. Cái này thì của hãng cũng đến từ Nhật luôn. À, Mokuba made in Japan. Cái loại này thì mình dùng cái lưỡi nó sẽ lắp vào cái đây nè, đầu kẹp đây nè. Và cái đầu bên đây thì mình dùng với lại cái máy khoan ha, cái máy khoan có tính năng đục á. À. Rồi, tổng thể nó cũng nguyên hết luôn nè. Thì cái lưỡi này thì bản lưỡi chiều ngang em đo đây được là 6 cm ha. Mình lắp cái lưỡi bản rộng 16 cm. Đó, lắp vào đây. Tổng cái chiều dài của cái mũi này nó là 27,5 ha, 27,5 ha. Mình dùng trực tiếp với lại cái máy mà máy khoan có tính năng đục á, bật qua chế độ đục á thì nó sẽ dùng này, nó đục sủi. Thì cái này nó giống như là một cái mũi đục mà có cái thay thế được mũi thôi. Ha, thay thế được lưỡi ha nè. Rồi, mã số 4 giá 150.000. Tiếp theo, mã số 5. Mã số 5, một cái cờ lê móc ha, cờ lê móc giá 250.000, cái đầu này đầu tròn. Mã số 5 giá 250.000 của hãng Super. Có model là HVW105A ha. Rồi, cũng là hàng của Nhật luôn, Japan. À, tổng thể nguyên vẹn ha, không có bị cong vênh gì cả, nước xi cũng còn khá là sáng. Hoạt động là bình thường. Mình đẩy vào, mình kéo xuống nè. À, đẩy vào kéo xuống và đẩy lên thì anh em chưa không cần phải đeo ha. Đẩy lên thì chỉ cần đẩy lên thôi. Cái răng nó một chiều, đẩy lên nó tới đâu nó khóa tới đó.
Đó, đầu móc bao tròn cũng còn nguyên đây. Và cái này mở hàng tối đa là 105. Nó có mũi tên chỉ nè. Mình mở xuống tới 105 đây, đó. Rồi kích thước chiều dài của nó 28 cm ha, 28 cm. Dạ rồi, mã số 5 giá 250.000. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 cũng tương tự như vậy luôn, nhưng mà đầu này đầu móc này đầu vuông. Mã số 6 cũng giá 250.000, đó. Ha, thì tùy theo cái điều kiện mình cần dùng mình loại chọn nội nào cho nó phù hợp ha. Rồi, cũng là size là hàm mở là 105 luôn. Cái này thì cũng của hãng Super luôn ha, da băng ha. Đó, phi đường kính là 35 tới 105 ha. Đó. Bên ngoài nước xi, đó cũng còn khá là sáng. Hoạt động này bình thường. Ha, ra vào đó. Rồi đầu này nè, đầu này đầu vuông ha, đầu vuông. Có một số vết khờn đã dùng qua. Vẫn cứng cáp. Chiều dài. Chiều dài cũng như bằng kia 28,5 cm. À, 28,5 cm. Mã số 6 giá 250.000. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 đây là một cái vít cán vít đóng của hãng Vesel ha, có số hiệu là NO2500. Mã số 7 giá 350.000. Rồi cái nào này đầu kẹp mũi 8 ly, mình dùng mũi 8 ly lắp vào đây. Đó. Ở đây thì cũng có một đầu luôn, mình lắp cái đầu khẩu 1/2 inch ha, 12 ly 7 vào đây để vặn mở cái con bu lông đai ốc ha. Nè. Đó, để vặn mở được bu lông đai ốc luôn ha nè. Rồi. Đầu kẹp 8 ly mình dùng cái mũi vít 8 ly ha, mũi vít 8 ly mình lắp vào đây mình sử dụng. Và hiện tại là cái đầu này nó vẫn còn cái phe để kẹp giữ mũi, mình lắp mũi và nó không bị tuột ra đâu ha. Rồi, tình trạng. Cái này thì hàng đã dùng lướt qua có một số dấu búa ở đây nè. Cán cầm nguyên vẹn. Chiều dài của nó là 17 cm ha, 17 cm, hoạt động là bình thường ha, đảo chiều đây. Ha, đó. Mã số 7 giá 350.000, tình trạng rất là đẹp. À, tiếp theo mã số 8. Mã số 8 em giới thiệu mình là một cái công cụ chỉnh lưỡi cưa ha, chỉnh me cưa. Hàng này là của Nhật, của hãng Somax, có số hiệu là NO2500. Mã số 8 giá 200.000. Xin lỗi em, 220.000. Rồi cái này thì mình chỉnh lưỡi cưa ha, chỉnh lưỡi cưa, chỉnh để mở miệng ha, mở miệng cưa ấy. Rồi, hàng này là có cái mã bắt dưới đây nè. Đó, thông tin ha, hàng này đến từ Nhật ha nè. Somax. Rồi cái này thì mình có nhiều cái cỡ khác nhau để mình sử dụng, có là 4 nè. 5 ha, 6, 7, 8, 10 và 12 tùy theo cái răng của cưa mình chỉnh cho nó phù hợp. Và bên trong đây thì có một số vết cấn nè, thì họ sẽ dùng lướt qua thì có một số vết cấn đây đó. À, cái này thì rồi cho anh em mà sử dụng đối với những cái cưa gỗ anh em, cưa gỗ cưa cây ha đó. Rồi kích thước của nó 18 cm ha, 18 cm, một cái chiếc kiềm chỉnh me cưa của hãng Somax, mã số 8 giá 220.000. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là một chiếc kìm điện của hãng Fujia. Mã số 9 giá 150.000. Cây này NO1050 có cái chuẩn ZIC ha, tiêu chuẩn nội địa của Nhật ha nè. Nó logo Fujia ở giữa nè. Rồi bề mặt thì có một vết nám như này thôi. Cán cầm thì cũng còn nguyên. Fujia da băng ha. Fujia da băng. Rồi bề mặt. Đó, tổng thể xung quanh nè. Rồi răng bên hàm bên trong đây nè. À, và bên đây nó có lưỡi cắt, nó có một vết cắn nhẹ tí xíu dưới đây thôi, anh em thấy ha. Đó, cái vị trí nó cắn tí xíu ra nè. Rồi tuy nhiên là về sử dụng hoạt động thì bình thường, không vấn đề gì cả nha nè. À, thì cắt cỡ ngọt ngào anh em. À, nó có một cái vết hở cho đó thôi, có người sử dụng trước anh em. Rồi, kích thước chiều dài ha. Chiều dài là 19 cm ha, 19 cm. Và chiếc này mã số 9 giá 150.000. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 một cái đầu khò ga của Shinfuji, Shinfuji Bunner ha, CV Bunner. Model là EGZ710. Giá 350.000 mã số 10. Cái loại này thì hàng được sản xuất ở tại Nhật,
Made in Japan nè. Đó. Mình lắp trực tiếp với lại cái bình ga lon ga mini của Việt Nam mình ha, không cần phải lắp adapter điều chuyển gì cả, lắp vào mà sử dụng luôn. Cắm vào. Rồi, anh em xoay cái đây trên đây. À. Đó. Xoay cái đầu trên đây là nó sẽ lóc lại khóa lại luôn. Rồi, mình sử dụng thì chỉ cần việc mở khóa, mở van. Nhấn nút ha. À. À, khá là mạnh luôn, hoạt động trơn tru mượt mà hết nha. Bên trong thì cái lõi nó họ làm là bằng đồng thau nè, cho nên là rất là cứng chắc luôn ha. Chân kẹp đi đây, đầu phía trước này rất là dày dặn, và bên trong thì họ làm có một cái khớp sứ ở trong anh em, cho nên là mình sẽ chịu nhiệt được ha. Cái này nó có nút sẵn, có kích sẵn luôn đó. Một cái đầu khò ga hàng của Nhật và được sản xuất ở tại Nhật và sử dụng với lại cái bình ga mini Việt Nam mình được luôn ha. Rồi, mã số 10 giá 350.000, mã số 10. Tiếp theo em qua mã số 11. Mã số 11 là một cái vòi tưới ha, một cái vòi tưới nước xịt nước của hãng Sanay. Sanay là hàng đến từ Nhật ha, cũng chuyên về các cái dụng cụ mà phục vụ cho ngành nước ha nè. Rồi, tổng thể xung quanh thì cũng còn nguyên hết luôn ha. Cái này là hoạt động bình thường. Có cái nút có tay bật dưới đây nè, cho này có cái nút khóa nè, khóa rảnh tay ha. Để xuống đây thì nó sẽ xả nước ra liên tục. Bật lên thì nó sẽ tự lóc lại. Đó. Đây có một cái khớp nối. Khớp nối. Ha, có một cái ron để kín nước luôn nè. Rồi, ở khớp này thì mình sẽ sử dụng với lại cái ống. Ống em đo đây được là 17 ha. 17 thì mình đã sử dụng ống 16 ha nè. Ống 16 ha, chèn vào đây. Siết cái cổ dê lại ha, rất là cứng chắc luôn. Hoạt động lại bình thường, bên trong thì lõi bằng đồng thau nè. Bên trong lõi là bằng đồng thau luôn. Đó. Rồi, một cái vòi tưới nước ha, một cái vòi tưới nước của Nhật, mã số 11 giá 220.000. Tiếp theo em qua mã số 12. Mã số 12 là một cái chiếc kìm phe. Phe này là phe ngoài anh em, phe ngoài. Mã số 12 giá 150.000. Rồi, phe ngoài bóp vào bung ra của hãng Top. Ha, bóp vào bung ra của hãng Top. Cán cầm bao tay bọc nhựa nguyên vẹn. Đó, ha, cũng còn khá là sáng. Và bề mặt thì có một số vết rỉ ố nhẹ thôi, còn lò xo và hoạt động ở bình thường. Đầu mũi. Đây ha, đầu mũi nè. Nó có những cái gai, những cái vân để mình sử dụng thì nó bám, không bị tuột ra. Loại là mũi cong ha, mũi cong. Chiều dài 17 cm ha, 17 cm, một cái chiếc kìm phe ngoài của hãng Top đến từ Nhật. Mã số 12 giá 150.000. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 giá 300.000, một cái chiếc kìm bấm của hãng Aigo 7 inch. Mã số 13 giá 300.000 ha. Rồi, chiếc này tình trạng còn rất là sáng ha, xung quanh bên ngoài đây anh em xem. 7 riếp đi ha. Chờ rơm mà Aigo Japan ha. Rồi, tổng thể xung quanh luôn. Cái này thì gần như là chưa qua sử dụng. Có một cái vết nám ở đây, có một vết nám nhẹ chỗ này thôi. Đó, hoạt động sử dụng là cũng bình thường ha. Một chiếc kìm bấm của Nhật, rất là chất lượng luôn. Rồi, cái này thì răng gỏ bên trong cũng còn nguyên vẹn hết luôn nè, cũng chưa bị cấn gì hết nè. Răng to nè, hàm cong ha, bằng răng ngoài thì răng nhuyễn, hàm thẳng phía ngoài. Đó, mình kẹp lại nè. Đó. Lò xo rồi là nguyên vẹn hết của nó luôn. Đó, cái khớp này đây cũng còn nguyên ha. Thì anh em mà kìm chết, anh em thì lưu ý cái này là cực kỳ nó quan trọng ha. Này nó sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ là đẩy cái tay lên, đẩy cái hàm kẹp lại ha. Thì cái này nó phải chắc chắn ha. Một chiếc kìm chết 7 inch của hãng Aigo đến từ Nhật. Chiều dài 18,5 cm. Mã số 13 giá 300.000. Tiếp theo mã số 14. Mã số 14, một chiếc kìm tuốt dây của hãng MCC, mã số 14 giá 250.000. Rồi, cái mẫu này thì nó sẽ thao tác nó nhanh, Cái loại này thì mình có thể tuốt được ở dây đôi, dây ba, dây hai vỏ ha. Đây. Phía ra ngoài anh em dễ nhìn ha. Đó, dây đôi nè.
dây đôi, dây ba ha. Và bên đây dây hai vỏ. Dây hai vỏ là cái loại dây mà dây đôi bên trong và một vỏ bên ngoài ha, vỏ dẹp bên ngoài đó. Thì cái loại đó thì mình sử dụng dao anh em, sử dụng cơ bản ví dụ như những khi gia đình mình á, sử dụng dao nó rất là khó cũng như nó dễ bị phạm vào bên trong, thì có những chiếc kìm như này nó hỗ trợ mình tút nó sẽ dễ dàng hơn ha, và nó nhanh chóng đó, mượt mà hết luôn ha. Dây này của hãng MCC ha, đó, hoạt động sử dụng là bình thường, bên ngoài một số vết nám nhẹ thôi, chạy xước sơ lên hàng vải mà ha. Rồi kích thước và chiều dài em đo đây được là 18 cm ha, 18 cm, và mã số 14 giá 250.000 à, mã số 14 giá 250.000. Cái loại này thì mình sử dụng là những cái cỡ dây ví dụ như là 1 chấm, 2 chấm ha. Dạ, tiếp theo em qua mã số 16 ha, mã số 16, một chiếc bào gỗ hàng của Nhật. À, cái này là chất liệu bằng ngực hoặc kim nhôm ha, mã số 16 giá 300.000. Cái phần khung này nè, cái phần khung này thì họ làm bằng nhôm ha, nhôm đúc, và phía mặt phía dưới thì họ tháp một cái miếng nhôm vào đây. Đó. Tình trạng cái này ít dùng thôi, ít dùng để cho nên một số vết xước nhẹ thôi. Đó, lưỡi nè. Và cũng còn nguyên ha. Tuy nhiên lưỡi này thì những cái lưỡi như thế này thì anh em về mà sử dụng á thì anh em phải mài lại ha, mài cho nó sắc bén hơn. Đó, thì tháo lưỡi ra chỗ này, vị trí đây thôi. Đó. Rồi anh em mài lưỡi theo góc này có sẵn nè. Rồi, xong rồi anh em lắp vào thôi. Ha, và lưỡi này còn rất là dài luôn anh em, rất là dài luôn. Bào gỗ thì anh em sử dụng được vô tư rồi, không bao giờ hết cái lưỡi được ha. Anh em mài xong anh em lắp lại ha, nó căn chỉnh cho nó phù hợp rồi anh em khóa lại thôi. Rồi một cái hãng này đến từ Nhật, cái này thì em cũng không rõ những cái chữ này nữa, chắc mắc là một cái kiểu như cái tiêu chuẩn thôi anh em. À, còn hãng thì họ làm bằng chữ Nhật ở đây, cũng như chữ dưới đây nữa. Đó, nguyên vẹn hết, nguyên zin hết của nó ha. Kích thước và chiều dài em đo đây được là 24 cm ha, 24 cm. Vì cái cạnh chiều ngang á thì nó tầm khoảng là 6,5 à, 6,5, và cái bản rộng của lưỡi nó tầm khoảng là 5 cm à, 5 cm. Một chiếc bào gỗ hàng của Nhật, chất liệu là bằng hợp kim nhôm chắc chắn ha, mã số 16 giá 300.000. Tiếp theo em qua mã số 17, một cái chiếc kìm mổ quạ, một kìm mổ quạ thao tác nhanh. Đây là mã số 17 giá 350.000. Chiếc này là của hãng SK11 ha. SK11 hàng được sản xuất ở tại Mỹ ha, Made in USA đây. Đó. SK11 Robo Grip. Cái loại này thì tự động, có nghĩa là đối với những cái con kìm mổ quạ thông thường á, mà khi mà mình muốn kẹp một cái món hàng gì đó, mình phải điều chỉnh dưới đây nè, cái tay chỉnh lại cho nó phù hợp gần đúng với lại cái món hàng mình kẹp rồi, thì lúc này mình mới tiến hành kẹp ha. Còn đối với cái chiếc kìm này á thì mình không cần phải điều chỉnh gì cả, mình đưa vào mình kẹp luôn là tự nó sẽ nhận diện và nó tự lóc lại luôn. Ví dụ như là em có một cái món hàng nó mỏng như thế này đây, nè nhỏ đây, thì em đưa vào nên kẹp lại nè. Đó, thì khi nó đến nó kẹp vào rồi, em bóp mạnh hơn nữa thì nó sẽ tự khóa lại, nó tự cài vào nè, nó tự cài vào cái chân này luôn ha. Đó, tự cài vào cái chân này luôn. Đó. Rồi một cái món hàng nó dày hơn, nó to hơn, thì anh em cũng đưa vào và anh em kẹp lại đây, và khi anh em bóp mạnh thêm này nó sẽ tự lóc lại luôn ha. Đó, nó tự kẹp lại luôn mà ha, không cần phải điều chỉnh gì cả ha. Đó là cái chiếc kìm mổ quạ mà thao tác nhanh là như vậy anh em ha, bóp vào là nó sẽ tự lóc lại luôn, rồi nó sẽ tự căn chỉnh cái hàm ha. Rồi cái đây thì họ thiết kế cái hàm ở đây á, là cái phần thân nó làm thiết kế là 4 lớp ha, 4 lớp rất là dày dặn luôn, và cũng còn nguyên ha phía trên. Và hàm này cũng có là cái hàm cong. Cong này răng cũng là răng một chiều, mình có thể là vặn xoay được những cái cốt tròn, những cái ống tròn luôn nha anh em. Rồi cái này thì độ mở hàm của nó thì có thể đạt lên đến là 38 mm ha, 38 mm. Tổng hết chiều dài 25 cm. Mã số 17 giá 350.000, một cái chiếc kìm mổ quạ tự động của hãng SK11 hàng được sản xuất ở tại Mỹ. Tiếp theo mã số 18, một chiếc kìm bấm cót 2 tầng. Mã số 18 giá 300.000. Cái này là của hãng Izumi ha. Izumi có model là 34S nè. Ở đây nó sẽ có hai cái đầu cót, mình có thể sử dụng là 1.25 và 2.0.
Loại này thì mình bấm code 2 tầng ha. Là nó có hai khớp nè. Đó, đầu nó có hai khớp đây. Ha, hai khớp đây. Thì nguyên bản á, nó sẽ có cái màu trên đây, chỗ giấm tròn nó có màu đỏ, màu xanh nhé. Thì cái này nó sẽ phù hợp với lại cái màu của cái đầu code luôn. Thì cái này hiện tại nó là Bify rồi. Thì nó còn có số đây, 1.2532.0. Mà mình chọn mình sử dụng ha. Chỗ này thì điều chỉnh cái độ kẹp của nó thôi. Izumi ha, Rimber. Cán cầm đỏ xanh nè, đỏ xanh phù hợp chỗ này nè. Đó ha. Họ làm rất là hay và để mình lấy trong túi ra nó rất là nhanh chóng. Hoạt động sử dụng là bình thường ha. Đó, cũng có răng để giữ lại trong quá trình bóp và hết cái hành trình thì sẽ bung ra. Đầu bấm code cũng còn nguyên đây. Ha, một cái chiếc kìm bấm code 2 tầng của hãng Izumi, đỏ xanh. Cái này chiều dài của nó là 20 cm ha, 20 cm. Mã số 18 giá 300.000. Tiếp theo mã số 19. Mã số 19 em có một cái chiếc kìm này của hãng Vyrip mà đời này sản xuất gần ở đây, của hãng Vyrip, và cái này thì do công ty Irwin sản xuất ha. Mã số 19 giá 250.000 thì hàng này hàng cũng là hàng bãi luôn anh em, hàng bãi tình nhiên. Tuy nhiên thì hình trạng thấy cũng còn nguyên vẹn và cứng chắc thì cũng lấy về giới thiệu cho anh em mình. Thì cái này như là họ sản xuất sau này á, Vyrip những cái phiên cái đời xưa á thì không có chữ Irwin này nè. Bên này nó có ví dụ như đây có Vyrip là hai dòng code, ba dòng code hoặc in dưới đây thì sàn nó sản xuất ở tại Mỹ ha. Riêng thì đời sau này á có chữ Irwin này nó sản xuất ở tại Đài Loan nghe nè. Ha, của hãng Vyrip ha. Đó. Hoạt động sử dụng của con này là cũng bình thường, không vấn đề gì cả. Dưới đây có USB bắt nè, Vyrip ha, The Original ha. Đó. Cải tiến hơn thì bên trong đây thì nó vẫn là hai lẫy, nhưng mà họ làm một lẫy chỗ này để mình dễ dàng cầm nắm và thao tác mở ra. Cái chiếc kìm này thì dùng để kẹp hàng ha. Đó. Kích thước và chiều dài tổng là 16.5 cm. Cái rộng này thì nó là 5.5 và độ sâu của hàm là 4.5. Dạ rồi, một cái chiếc kìm này mã số 19 giá 250.000, tình trạng rất là mới, nguyên vẹn hết luôn. Và tiếp theo em qua mã số 20. Mã số 20 là một cặp vít cán gỗ dạng vít đóng giá 250.000, bao gồm hai chiếc. Cây này thì hai cây này cùng một cái mẫu, cùng một cái form, tương đương với nhau về chiều dài luôn, ghép chung một cặp để cho anh em mua về sử dụng ha. Vít trừ và vít cộng. Vít trừ 8 ly, vít cộng là 3K BH3. Cái vít trừ của hãng Vesel. Còn vít cộng là của hãng KTC ha, của hãng KTC. Hai hãng này đến từ Nhật, chung một cái mẫu, anh em thấy là đồng thanh đồng thủ. Chiều dài tổng là 29 cm, chiều dài của mũi vít 15. Đó, là cả hai cái là đều có dạng vít đóng ha, hàng cũng rất ít sử dụng. Đầu mũi vít cũng còn nguyên và đẹp. À, vít trừ 8 ly, vít cộng thì 3K BH3. Dạ rồi, mã số 20 cặp này giá 250.000. Tiếp theo mã số 21. Mã số 21 là một cặp vít cán nhựa, cái này cũng là dạng vít đóng luôn. Mã số 21 giá 250.000 luôn ha. Rồi, cái này thì hai cây này của hãng Vesel, hai khoản Vesel. Đó. Một cây màu xanh, một cây màu đen. Và cây màu xanh thì vít trừ 6 ly, màu xanh, màu đen thì vít cộng 3K BH2 ha. Rồi, đây, PH2 nè, gạch 150 nè, 6 ly này gạch 150 nè. Đó. Vesel ha. Và cái loại này thì chiều dài của nó em đo đây được tổng là 27 cm ha, 27 cm, và mũi vít nó dài 15. Đó, hai cây là cùng một cái đời, cùng một cái dòng 630. Đây là cũng là dạng vít đóng luôn nha anh em, dạng vít đóng ha. Đó, vít đóng thì anh em lưu ý không sử dụng được cho điện ha. Đầu mũi vít cũng còn đẹp. Dạ rồi, mã số 21 giá 250.000, bao gồm hai chiếc. Tiếp theo, em qua mã số 22. 22 là một vít tự động. Vít tự động giá 200.000 của hãng Anet, hay của hãng Anet. Hàng được sản xuất ở tại Nhật, Made in Japan nè. Đó, Anet ha, vít tự động ha. Và chỗ này cũng có chữ nổi nè ha, Made in Japan. Hoạt động đi bình thường. Chỗ này nó có một cái vòng màu đỏ nè, vòng màu đỏ để điều chỉnh đảo chiều. Qua bên đây. Mở ốc ra. Đó. Qua bên đây thì siết ốc vào. Thật ra nó im lắm anh em. Tại do khi bây giờ anh em nghe cái tiếng cái mũi vít ở bên trong nè. Ha. Chứ cái âm thanh nó cực kỳ là êm ái luôn. Đó, em thử anh em ha. À đó anh em. Đó.
Để ở giữa thì nó sẽ khóa lại, nó giống như một cái vít thông thường. Qua bên này ha. À, rồi ở đây thì cái đầu nó, đầu kết nối là 6 ly vít 6 ly 3 anh em. Ở đây thì những cái mũi vít nó kiểu nó cũ quá rồi anh em, thì em cũng thay thế vào đây những cái mũi vít anh em về mà sử dụng luôn. Có ba cây BH1, ba cây BH2 và vít trừ ha, những cái mũi vít riêng ở ngoài anh em. Em trang bị vào đây để anh em về mà sử dụng ha. Đó. Vít ca cộng, vít cộng nhỏ, vít cộng trung bình và vít trừ. À. Đó, chứa vào trong đây. Hoặc là anh em mình có thể sử dụng cho những cái mũi hoa thị hoặc là mũi lục giác, anh em cắm vào nó, tại vì chuẩn chung là 6 ly 3 rồi. Rồi, một chiếc vít của hãng Anex ha, chiều dài tổng là 20 cm, vít tự động, giá 200.000, mã số 22. Tiếp theo em qua mã số 23. Mã số 23 là một cái cần siết lực đời xưa ha, cái loại này dùng cái kim. Mã số 23 giá 350.000. Rồi, cái này của hãng Canon, hai của hãng Canon Petto này anh em. Rồi, hoạt động thì cũng bình thường anh em. Cái này thì đầu 1/2 inch ha, mình cắm cái khẩu vào. Hai cắm cái khẩu vào, 1/2 inch vào đây. Thì 1/2 inch là 12 ly 7 ha. Đó, rồi anh em siết thôi, siết thôi. Thì khi mà anh em siết á thì cái kim nó vẫn giữ nguyên cái dáng và cái thân này nó sẽ cong. Nó sẽ cong đi tùy theo cái chiều siết vào. Ví dụ như chiều siết vào thì nó sẽ cong qua bên đây. Thì lúc này cái kim nó sẽ hướng qua bên đây. Hướng qua bên đây ha. Đó, thì mình sẽ thấy được là cái lực mình đang đo được, cái lực là bao nhiêu newton, bao nhiêu kg f cm ha. Đó, thì họ để thông tin cho đây nè, có để là 100 đến 900, còn thông tin em 1 div 20 kg f cm hay nè, ở của hãng Canon ha, này logo phía giữa nè. Đó, và cái cán này á là bằng kim loại ha, kéo là kim loại luôn, chốt đồng cái này cực kỳ chắc chắn luôn ha. Đó. Rồi, đầu 1/2 inch nguyên vẹn luôn. Dưới đây cũng có mã gì đó nè. Và cũng có cái chân đế nè. À, để mà khi anh em để nằm thẳng xuống á thì nó sẽ nó vững luôn ha. Rồi, nguyên vẹn hết luôn. Rất là sáng ha, cũng không có bị rỉ ố, không có bị vấn đề gì nó ảnh hưởng tới vấn đề của lực của nó ha. Dạ rồi, cái này chiều dài của nó 39 cm ha, 39 cm, một cây cần siết lực đầu 1/2 inch của hãng Canon, mã số 323, giá 350.000. Tiếp theo mã số 24. Mã số 24 đây là một cái mở lọc dầu của hãng Bluepoint ha, Bluepoint một cái hãng đến từ Mỹ anh em. Mã số 24 giá 350.000. Cái này có model là FVWA6296 ha. Mình sử dụng thì mình có thể dùng cái cần, dùng cái cần là 3/8 anh em. Dùng cái cần 3/8 á. Hay dùng cái cần 3/8 cắm vào đây nè. Cái cần siết tự động á, 3/8 cắm vào đây. Rồi anh em để xoay vặn mở ha. Rồi. Và hoặc là trường hợp mà anh em không có cái cần, hoặc là anh em có cái cây mở lết cờ lê đó, thì anh em sử dụng cây mở cờ lê số 19 trực tiếp vào đây để vặn, để mở lột luôn ha. Cả hai chiều anh em, thì khi mà anh em cắm vào á thì anh em siết vào thì nó sẽ cũng là nó kẹp vào lại nè, cơ chế là cái những cái này nó sẽ bấu vào, ba chân sẽ bấu vào đó, vặn mở ra thì cũng bấu vào đây ha. Rồi, cái này thì đường kính mà lớn nhất ha, đường kính mà lớn nhất thì em đo đây được tầm khoảng là 10 ha, 10 cm ha, đường kính lớn nhất là 10 cm, và đường kính bé nhất ha, đường kính bé nhất chỗ này thì có thể là nó đạt là rất là bé luôn anh em, tới khoảng 5 cm ha. À, thì chính xác hơn á, chính xác hơn thì anh em có thể là tìm kiếm thông tin cái mã này FVWA6296 này nè, Bluepoint ha. Các cái răng bám cũng còn nguyên đây. Một cái mở lọc dầu của Mỹ ha. Dạ, mã số 24 giá 350.000. Bluepoint. Tiếp theo mã số 25. Mã số 25 đây là một cái cần siết tự động, hai cần siết tự động của hãng Super, đầu 1/2. Cái loại này nó có gạt gù ha anh em, mã số 25 giá 300.000. Cái này đầu gạt gù nè, đó, lắc qua lắc lại nè ha, những cái vị trí góc kẹt góc hẹp gì đó. Rồi, tự động ha. Hai chiều. Đảo chiều nè, nút này. Đó.
Bên đây thì có một cái đầu, cái đầu này là đầu đầu cái ha, đầu cái mình có thể cắm luôn cái cần 1/2 vào đây. Thì cái này công dụng thì em cũng chưa rõ ha, chưa rõ thì có thể cắm vào đây nè. Và đầu bên đây là đầu cái là cắm đầu vào, còn bên đây thì cắm cái khẩu vào ha, cắm cái khẩu vào đó ha, cái bi này vẫn hoạt động bình thường ha. Rồi trên đầu này nó có một cái vị trí này có thể là bơm cái mỡ vào và để hoạt động nó trơn tru bảo dưỡng gì đó anh em. Rồi gật gù ha, của hãng Super, của hãng Super 12 ly 7, đầu 1/2 inch, gia văn RH 400, tổng chiều dài 34 cm ha, tổng dài 34 cm, mã số 25, giá 300.000. Tiếp theo mã số 26, một cái khóa, cây khóa này nó có 1, 2, 3, 4 năm số, mã số 26, giá 220.000. Năm số của hãng Super Tool à. Rồi hoạt động bình thường nè anh em. Bên đây thì cái kiểu là dạng tự động nè ha. Bên đây đảo chiều bằng cái nút này đó. Mặt bên đây nó có số 8 và 13, mặt bên đây là 10 và 14. Thì cơ chế á, ví dụ như con bua lông của số 10 thì em cắm vào nó sẽ ăn cái lỗ bên trong, còn 14 nó sẽ tự nhấn vào, nó sẽ tự nhấn cái đầu số 10 vào và nó ăn vào cái hàm số 14 ha. Đó, nó tự nhấn vào. Bên đây cũng vậy luôn anh em, số 8 và 13 à. Còn cái hàm bên đây là số 12 ha, hàm bên đây số 12. Và cái hàm đây nó cũng thiết kế theo dạng là thao tác nhanh, anh em siết vào anh em trả lại, siết tiếp ha, trả lại và siết tiếp đó. Các số em tổng kết lại nó sẽ có là 8 10 12 13 14, 8 10 12 và 13 14. Hoạt động sử dụng là bình thường hết, cái bánh răng bánh cốc là hoạt động bình thường ha đó. Vậy là kích thước và chiều dài 17 cm ha, 17 cm, một cái khóa 5 số của hãng Super Tool, mã số 26, giá 220.000. Tiếp theo mã số 27. Mã số 27 giá 200.000, một cái khóa 4 số của hãng Sunkay. Đây là cái dòng TRVW2AR. Rồi. 2R, dòng 2A, R thì nó là cái đầu khẩu nó dài ha. Các số nó sẽ có là 8, mặt bên là 8, 12, bên đây là 10 và 13 ha. Rồi. Các cái đầu khẩu á, thì nó cũng còn nguyên ha, anh em không có bị tuôn hay là bị nứt gãy gì cả ha. 8, 10 và 12 và 13. Tuy nhiên thì cũng có một số vết rỉ ố à, bên đây thì cũng có xử lý lại sơ, anh em về mình sử dụng luôn ha. Hoạt động thì bình thường về cái bánh răng bánh cốc của nó, không vấn đề gì cả, đảo chiều nè. Bên đây cũng vậy luôn nè, số 10 và 8 ha à. Rồi ở thân giữa đó cũng có chữ logo nè, và cũng như là cái thân thép kẹp ở giữa ha, rất là cứng chắc luôn. Kích thước về chiều dài 16,5 ha, 16,5, một cái khóa 4 số của hãng Sunkay, 8, 10, 12 và 13 và mã số 27, giá 200.000. Tiếp theo mã số 28. Cái này là một cái chữ T có sẵn một cái đầu khẩu dưới đây là và lắc léo được luôn, đầu này đầu số 16, phục vụ cho anh em mở bugi xe. Rồi, cái này của hãng KTC ha, của hãng KTC Kyoto Tool Saban. À, cán là cán chữ T đây. Đầu dưới đây thì đầu mở bugi ha, mở bugi. À, thì anh em mà làm xe, làm những động cơ xăng và với cái bugi những cái bugi thì đời trước thì nó là 16 ha, 16. Hiện nay thì nó có một số dòng nó xuất hiện là mỗi nó thay đổi nó khác hơn thôi anh em. À, nó thay đổi khác hơn thôi mà nó khá là ít ha, khá là ít. Còn đa số là 16 thôi. Đó, đây số 16 nè. Và nó lắc léo được luôn, nó nghiêng. Cho nên là những vị trí mà nó bị cấn vướng á thì anh em vẫn sử dụng được ha. Em thử một cái này, đợi một xíu này. À, bên trong nó có sẵn cái 500. À, nó có sẵn cái vòng 500 luôn, cho nên là khi mà mình rút ra thì cái bugi nó vẫn dính vào trong cái đầu khẩu, nó không bị rớt ra ha. Và cũng như là dễ lấy ra. Đó. Có sẵn 500, có vòng 500 bên trong đây. Kích thước về chiều dài á, tổng hết chiều dài là 38,5 ha, 38,5, cái đầu khẩu này nó dài là 19 ha, 19. Đó, có 500. Mã số 28, cái bộ dụng cụ mở bugi xe, giá 200.000 của hãng KTC, hàng đến từ Nhật. Có 500. Tiếp theo mã số 29. 29 là một chiếc búa ngắn của hãng Dotsu, hàng được sản xuất ở tại Nhật ha.
Rồi anh em mà làm những cái công việc mà ở trên cao á nè, giá 200.000 ha. Mang theo những chiếc búa này, ví dụ như anh em mà lắp mà điện nhẹ ha, điện nhẹ ha, hoặc là điện lạnh đi đó, những cái chiếc búa này đóng tắc kê rất là phù hợp luôn, 6-8 ly, và nó khá là nhỏ gọn ngắn, và có cái vị trí anh em có thể làm móc dây vào treo lên được luôn, mang theo làm việc ở trên cao. Cái này của hãng Dokzu ha, size tiểu nè, cán cầm cũng còn nguyên đây ha, bằng nhựa khá là mềm mại luôn, mặt đóng có một số vết cắn nhẹ thôi. Hàng được sản xuất ở tại Nhật ha, Dokzu Made in Japan. Kích thước và chiều dài là 20,5 cm ha. Cái mặt đóng là 22 ly. Cân nặng 390 g. Mã số 29, giá 200.000. Tiếp theo mã số 30. Mã số 30 chiếc này thì nó cán nó dài ha. Mã số 30 giá 220.000, cũng của hãng Dokzu luôn. Professional ha, Made in Japan ha. Rồi cán là cũng là bằng thép, đầu búa này rất ít sử dụng, còn cái tem bên đây đó, phía trước ha, và Dokzu bên đây, cán cầm nguyên vẹn luôn, thiết kế cho nó có cái gù, cái gờ chỗ này cầm nó sẽ chắc chắn ha, không có bị tuột bị trượt. Cán cầm này bao tay cũng còn nguyên ha, đó. Đầu mặt đóng này cũng còn nguyên, rất là đẹp luôn. Cân nặng của nó tổng là 520 g, hay 520 g, chiều dài là 35 cm, giá 220.000, mã 30. Tiếp theo mã 31, một chiếc dũa kim loại, hay dũa kim loại, cái này là của hãng đến từ Mỹ ha, nhưng mà cái dòng này được sản xuất ở Nam Mỹ. Mã số 31 giá 200.000. Cái này thì của hãng là Nicholson, Nicholson chuyên về cưa và dũa đó anh em. Và cái này hãng này đến từ Mỹ, và cái cây này thì được sản xuất ở Brazil, Brazil anh em, Nam Mỹ ha. Cái này là chưa qua sử dụng, chưa qua sử dụng. Rồi khá là dài, anh em về tra cán và sử dụng ha. Cái này là dũa, là dũa kim loại ha, dũa kim loại. Rồi nguyên vẹn hết luôn anh em, không vấn đề gì cả ha. Các cái gai của nó là nguyên luôn, đây là hàng này hàng mới. Chiều dài tổng á, em đo đây được là 44 cm, cái phần mà anh em tra cán vào đây thì em đo đây được là 8,5 ha, 8,5. Đó, rất là cứng, hai cái phần cứng và đanh, mình sử dụng là thoải mái luôn, bền bỉ ha. Dạ rồi, mã số 31 chiếc này giá 200.000. Tiếp theo mã 32, là một cái vít nhấn anh em, một cái vít nhấn, đây là hàng của Mỹ ha, hàng Mỹ xưa, mã số 32 giá 300.000. Hàng Mỹ xưa của hãng Stanley, đời xưa họ làm á là có hai dòng, hai mẫu, một mẫu có lò xo và một mẫu không có lò xo ha. Thì cái mẫu này thì không, phiên bản này là không có lò xo anh em, chứ không phải hư hỏng lò xo gì cả ha, của hãng Stanley. Thì cái dòng Stanley thì họ là có làm là cái dòng, là dòng Yankee, có model là 30A 680030 30A, Made in Japan ở đây. Đó, đây là dạng vít nhấn nè, nhấn vào là nó sẽ xoay cái đầu vít ha, nhấn vào xoay đầu vít, nhấn vào xoay đầu vít đó, đảo chiều ha. Và cái đầu phía trên đây đó, mở ốc ra và kéo xuống là siết ốc vào, anh em khóa lại thì để giữa đây là nó sẽ khóa lại ha, là anh em nhấn không được ha. Rồi, và ngoài ra nó có luôn cái tính năng tự động, anh em cắm sát lại, khóa lại này, và anh em sử dụng là một cái vít tự động. Vít tự động ha, cán là bằng nhựa đó, nguyên vẹn ha, không có bị bể vỡ gì cả luôn. Hàng này là hàng xưa anh em, rất là lâu rồi, năm rất là lâu năm rồi nè, hơn 30 năm rồi ha. Đầu mũi đây thì cũng có chữ Yankee 30 a ha, 30125 đó. Tháo mũi ra thì anh em kéo này xuống, rút ra, nó dạng kẹp và nó dạng khóa kiểu này. Cái này thì cái đầu nó là, em đo đây được là 7 ly ha, 7 ly đó, đường kính là 7 ly. Đó, vị trí này thì anh em thêm dầu nhớt vào nè, đây chữ oi nè ha. Rồi hoạt động là cũng bình thường, rất là mượt mà luôn anh em, rất là mượt mà, trơn mượt ha. Tại vì cái rãnh này anh em nếu mà cong một cái là nó sẽ bị sượn liền ha. Đó, Stanley, một cái hãng đến từ Mỹ anh em,
ha, rất là nổi tiếng luôn. Chiều dài khi mà em vươn ra hết luôn, thẳng bao gồm mũi luôn á, là 51 cm ha, 51 cm. Thu gọn lại thì nó là 38. Một cái sẵn một cái mũi vít trừ. Và mã số 32, giá 300.000, một chiếc vít nhắn của hãng Stanley của Mỹ. Tiếp theo em qua mã số 33. Một cái cưa đời xưa của hãng Sandvik đến từ Thụy Điển. Có model là 225, mã số 33, giá 550.000. Nguyên vẹn, rất là sáng, rất là đẹp luôn. Hàng này còn khá là mới luôn anh em. Và đây là đời xưa ha, hàng xưa, sản xuất ở tại Thụy Điển ha, Sweden, châu Âu. Công nghệ luyện kim họ cực kỳ cao và chất lượng. À, thì Thụy Điển thì anh em cũng nhiều anh em biết tới là những cái chiếc mỏ lết. Mỏ lết được nghiên cứu đầu tiên là tại Thụy Điển ha anh em. À, của Bahco rồi ha. Đây đây cũng là một cái dòng sandwich, thì có một dòng sản phẩm của Bahco. Cũng liên quan tới Bahco ha. Rồi cái kích thước á, thì chiều dài em đo đây được là 35 cm ha, 35 cm. Cái cạnh này nó tầm khoảng là 14. Cái loại này thì mình sử dụng với lại cái lưỡi cưa là 10 inch. À, lưỡi cưa là 10 inch là 250 mm, lắp vào đây. Đó. Và ở đây nó có hai cái thế anh em lắp lưỡi á, và thay thế lưỡi thì bằng cách nới cái con chỗ này ra nè, bung ra. Ha, bung ra và anh em thay thế lưỡi ha. Và có hai cái thế lắp lưỡi, một cái lưỡi thẳng và một cái lưỡi nghiêng nè. À, anh em thấy ha, lưỡi nghiêng ha, lưỡi nghiêng và lắp lưỡi thẳng, đó tùy theo mình cần dùng. Cái này thì hai đầu này á thì bằng hợp kim nhôm. Ở giữa đây là một cái thanh thép được xi mạ thôi anh em, không phải inox ha. Nó vẫn hít và nó hạn chế cái việc rỉ ố thôi. Đó. Rất là chắc chắn luôn ha. Đó, những cái chiếc cưa này anh em căng thẳng cái lưỡi lên, nó không có bị cong bị vên. Mình cưa nó chính xác và cái lưỡi nó thẳng, không có bị gãy ha. Hạn chế cái việc gãy thôi ha. Mã số 33, giá 550.000. Tình trạng là rất là đẹp luôn. Tiếp theo mã số 34. Mã 34 đây là cái dũa, đây dũa gỗ, mã số 34, giá 400.000. Cái này thì hàng khá ít gặp anh em, khá ít gặp ha. Đây. À, file holder anh em. Và cái này thì cái cán thì cũng là bằng hợp kim nhôm. Cái loại này á đi làm cái cán và có luôn bao gồm cái lưỡi dũa dưới đây. Đây là loại dũa dũa gỗ. Và cái loại này mình có thể điều chỉnh được là cái độ cong của cái lưỡi dũa. Anh em muốn mo hoặc là anh em muốn lõm gì đó tùy theo anh em ha, bằng cách là chỉnh cái khóa trong này. À, anh em kéo cái khóa trong này thì khi hai cái đầu nó rút lại thì nó sẽ ẩn cái lưng của cái lưỡi ra. Ẩn lưng cái lưỡi ra, mình có thể là dũa nó ha, đây nó sẽ ẩn lưng cong anh em. Đây anh em thấy ha. Đó, còn anh em chỉnh cái hướng ngược lại á thì nó sẽ lõm vào. Ha, nó sẽ lõm vào. À, rồi. Đó thì thuận tiện cho anh em mà cô dũa những cái vị trí mà nó không bằng phẳng ha, lồi lõm gì đó. Đó. Và cái lưỡi là cũng còn nguyên ha anh em, lưỡi còn nguyên còn khá là sắc. À, bám rất là tốt. Và cái này nó có hai lưỡi, hai mặt. Mình sử dụng thì mình lật bề lại. À, bằng con vít chỗ này nè, ha, lật cái chỗ này ha. Và lưỡi này nó anh em có thể là mua riêng được luôn anh em. Tổng chiều dài của cái phần cái dũa này á là 37 cm ha, 37 cm. Và cái loại lưỡi á, anh em chọn cho nó phù hợp thì em đo hai cái tâm lỗ này. À, hai cái tâm lỗ này thì là 32,5 ha, 32,5 ha. Đó, anh em chọn cái lưỡi 32,5 tâm hai lỗ á, anh em lắp vào thôi. Thì cái này thì anh em sử dụng là dũa gỗ thì coi như là cũng không biết khi nào mà hư được ha. Rồi, mã số 34, giá 400.000, một cái dũa gỗ. Tiếp theo em qua mã số 35. 35 em có một chiếc mỏ lết răng của hãng Rigvit ha, hàng của Mỹ ha, hàng xưa. Giá 400.000, cái mẫu này cái mẫu hàm ngang đây. Hợp kim nhôm là cái phần thân cán, size là 18 inch, được sản xuất ở Ohio Jill ở đây. Đó, hàm mở ra vào đây ha. Mượt mà hết luôn. Cái mẫu này á thì khi em mua về thì em kiểm tra thì bên trong nó có một cái lưỡi gà, họ thiết kế một cái lưỡi gà á, là nó hình vòng bên đây nè. Tuy nhiên là cái lưỡi nó bị hư hỏng rồi anh em, thì em cũng không để vào ha. Đó. Cái mẫu này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em mình là mở những cái vị trí cái ống mà nó sát cái vách, sát cái mặt sàn nè, hoặc là sát cái trần, hoặc là sát cái vách thì anh em vặn được ha. Đó, thì anh em đưa vào anh em còn có thế, còn cái hành trình để anh em vặn được.
Rồi, răng của nó bên trong này cũng còn nguyên hết, có một số vết cắn nhẹ thôi. Đó, tình trạng răng anh em. Đó. Rồi, răng phía trên tổng hết chiều dài 45 cm. Độ mở hàm 70 mm. Đó, một cái chiếc mỏ lớp răng size 18 inch, chát cán hợp kim nhôm, mã số 35, giá 400.000. Tiếp theo, mã số 36. Mã số 36 là một cái nại lớp ha, cái nại lớp xe. Cái này là của hãng đến từ Đức các anh em. Rồi, mã số 36 giá 200.000, một cái nại lớp xe của hãng HZ. À, của hãng HZ và chất liệu là chrome vanadium ha, Germany. Đó. Cái này là có để là 650-20 nè. Thì cái này thì bên ngoài có một số vết chày xước cái nước xi mạ thôi. À, tuy nhiên thì về cái chất thép cũng như là cái độ thẳng của nó là vẫn còn nguyên, không bị ảnh hưởng gì cả nè. Tại vì cái chất thép họ làm rất là cứng, sử dụng thì không bị ảnh hưởng ha. Đó, thì cũng nhiều anh em mà lựa chọn những cái cây này để anh em sử dụng nại lớp, cạy lớp để thay thế lớp ha. Chứ còn mà nếu mà những cái sắt thông thường thì cạy có một thời gian nó cong hết rồi, là cạy có một buổi mà nó cong rồi ha. Những cái này nó rất là cứng, rất là cứng ha, mình sử dụng nó sẽ bền. À, tuy nhiên thì hình dáng bên ngoài nó có một số cái điểm nó không có được bắt mắt cho lắm ha. Đó, anh em mua về có thể sử dụng. Ở đây đầu bên đây thì một cái đầu cong lơi, còn bên đây là đầu cong nhiều hơn. Dạ rồi, kích thước và chiều dài á, em đo đi được tổng là 50 ha, 50 năm tấc và chiều dài. Dạ rồi, mã số 36 giá 200.000 anh em, mã số 36 giá 200.000 ha. Tiếp theo em qua mã số 37. 37 38 hai chiếc thước lá ha. 37 là cái chiếc thước 6 tấc giá 170.000. Rồi, tình trạng này cũng còn nguyên, thì các cái vạch kẻ thước nó cũng còn nguyên trên đây ha. Với lại cái vạch kẻ là vạch kẻ chìm anh em, cho nên là khó bị phai lắm, rất là khó bị phai mờ. Và từng đoạn đây thì ví dụ như 10cm đó là màu đỏ lên, 20cm là màu đỏ lên ha. Made in Japan. Ở phía đây á, phía từ đoạn này nè, từ đoạn 30cm trở đi á, nó có một số vết nám trên đây. Đó, thì em có thể thấy ha. Tuy nhiên là cũng không ảnh hưởng gì về cái độ, cái đường cái vạch kẻ của nó. Phía trên đây là một vạch của nó là 1 ly, ở dưới đây một vạch của nó là 0.5 ly. Chuẩn giết ha, xin qua ha. 600mm ha, 6 tấc, mã số 37 giá 170.000. Bên phía sau đây thì cũng còn rất là sáng đẹp luôn. Có cái bảng chuyển đổi hệ in sang hệ mét ra một in gì đó, có số lẻ luôn nè. Dạ rồi, một cái chiếc thước của hãng xin qua 6 tấc, mã số 37 giá 170.000. Nguyên vẹn hết ha, rất là dày dặn luôn. Chính xác ha. Tiếp theo mã số 38. Mã số 18. 38 thì đây là một cái chiếc thước lá 1m. Chuẩn giết ha. Đó, tên hãng ở trên nồi chỗ này. Thì cũng như đằng kia là từng đoạn một tấc thì nó sẽ có cái số màu đỏ lên. Đó, một tấc nó có số màu đỏ lên ha. Rồi, ở dưới đây thì có để là Nagita Japan vậy ha. Đó, stainless ha. Và cái này là thép kháng rỉ. Rồi, cái thước lá dài 1m đó thì phía trên là vạch 1 ly, ở dưới cũng vạch 1 ly. Cái đầu 10cm đầu tiên á thì phía dưới là gạch, còn vạch là 0.5 ly ha. Ở dưới đây cũng có bảng chuyển đổi luôn. Đó, và khá là dày, rất là dày, nó rất là cứng chắc luôn anh em ha, rất khó bị cong vênh. Đó, mình sử dụng ha, cái độ chính xác nó cao. Anh em có thể là dùng để gạch, để kẻ, để đo. Mã số 38 giá 350.000 một chiếc thước lá của hãng đến từ Nhật. À. Đó thì đấy, tình trạng này có một số điểm nè. Nó bị ố thôi em, hàng bãi ha. Tiếp theo mã số 39. Mã 39 em có một cái con đội của xe Jeep xưa nè. Con đội xưa ha, xe Jeep á, của Mỹ ha nè. Mã số 39 giá 350.000.
Cái loại này thì ngày xưa phù hợp cho anh em mà sưu tầm, hiện tại anh em vẫn sử dụng được bình thường, không vấn đề gì cả ha. Ở đây nó có những cái chữ là thông tin cho đây nè. Cái này thì em không rõ nữa, ví dụ như tại vì chữ nó cũng hơi mờ và em cũng không có nhiều thông tin về thằng này. Đó, anh em có thể là trong cái kiến thức anh em có thể là hiểu biết về nó, anh em có thể là ủng hộ em ha. Rồi một cái chân đế, một cái đầu đội bên đây và tay dưới đây, thì em thấy thì hoạt động thì anh em xoay nè, thì khi xoáy này á, thì nó sẽ vươn cao lên, nó dạng cái vít me của dạng giống cái vít me ha, những cái ô tô hoặc là những đó vươn cao lên. Cái chất thép thì em thấy họ làm ngày xưa anh em, chất thép màu nâu đen nâu nâu kiểu này nó rất là chất lượng luôn. Rồi cao nhất có thể đạt lên đến là 33,5 cm anh em, 33,5 cm ha. Đó. Đó, thì khi hạ xuống thì em chỉ cần xoay thôi ha, khá là nhẹ nhàng luôn. Và mượt mà bên trong ha, cũng được bảo dưỡng kỹ lưỡng nè, cho nên là bên trong cái vít me cũng còn nguyên vẹn và trơn mượt hết. Cái kích thước và chiều dài, chiều cao khi mà hạ xuống thấp nhất thì nó là 17 cm ha, 17 cm. Cái phần chân đế thì nó là 15. Cạnh chiều ngang đây thì nó là 10 ha, 10. Một con đội của xe Jeep anh em, của Mỹ ha, rất là xưa rồi. Đó, và hiện tại là vẫn hoạt động sử dụng bình thường. Mã số 39 giá là 350.000 ha, mã số 39. Tiếp theo em qua mã số 40 là mã cuối cùng trong video, là một chiếc hộp đồ nghề. Đây, một chiếc hộp đồ nghề. Cái này của hãng KTC, hay của hãng KTC. Cái hộp này nó chuyên về những cái đầu khẩu anh em, chuyên về những cái đầu khẩu á ha. KTC Tool Box mã số 40 giá 350.000, chuyên về đầu khẩu. Là sao bên trong nó như thế này nè, nó cũng là dạng một cái hộp rỗng ha, và anh em có thể chứa đựng những cái công cụ đồ nghề. Phía trên đây thì anh em có thể là chứa những cái đầu khẩu ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đầu khẩu, những cái cần siết trên đây. Phía dưới đây thì những cái đồ vật gì đó, đồ nghề anh em để phía dưới đây. Phía trên đây để đầu khẩu ha. Ha, phía trên này để vào đầu khẩu nè, đó. À, thuận tiện luôn cho mình. À, phía... Rồi, cái kích thước á thì đầu này, cạnh này thì em đo được là 35 cm lọt lòng bên trong 35 cm ha. Đó, thì anh em sử dụng thì anh em lấy cái khay này ra. Bên trong thì anh em muốn để gì đó để đồ phía dưới này nữa. Rồi bên trong đây lọt lòng em đo đây được là cũng là 35 ha, 35 cm. Lọt lòng cạnh này thì nó là 19 ha, 19. Rồi thì cụ thể bên ngoài đây, bên trong thì cũng còn nguyên ha, cũng rất ít bị chày xước anh em, rất ít bị chày xước. Đó, nguyên vẹn hết, đóng nắp lại. Có hai cái khóa bên này, hai cái khóa đây, cài xuống đây ha, khóa đây luôn. Rồi cái khóa này nó có cái vị trí này, có thể là cài cái ổ khóa vào được luôn, cài ổ khóa đây được ha. Đó, xung quanh bên ngoài sao vẫn lề rồi nè, mặt đáy ha, không có bị thủng bị lủng gì cả ha, nguyên vẹn hết luôn. Tay sách rồi nè. Đó, rồi cụ thể kích thước em đo bên ngoài đây, chiều dài, chiều dài là tổng khoảng 37 cm nè, 37 cm ha. Chiều rộng đây nó tầm khoảng là 20 ha, chiều rộng là 20. Và chiều cao, cái điểm cao nhất em đo được là 12. Và rồi đây là một cái hộp đồ nghề của hãng KTC ha, và cũng chuyên dụng về để đựng cho đầu khẩu và cần siết đồ anh em. Rồi mã số 40 giá 350.000, cân nặng của nó trọng lượng là 2,1 kg anh em, 2,1 kg ha. Đó, mã số 40 giá 350.000 là mở cuối cùng trong video ngày hôm nay ha. Anh em theo dõi thấy có món hàng nào mà vừa ấy đúng với nhu cầu của mình, đang cần sử dụng một sưu tầm ha, liên hệ em qua số điện thoại 0708 880 661 để chốt hàng. Kênh của em là Đồ Nghề Bãi Tổng Hợp. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo.